Hai người tung tin Việt Nam có Ebola bị phạt 1.000 đô la. Tin từ Hà Nội, ngày 22 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm thuộc Công an Hà Nội đã ra quyết định phạt 1.000 đô la đôi vợ chồng tung tin Việt Nam đã có người nhiễm dịch Ebola. Hai người này tên là Đỗ Thùy Linh, 29 tuổi và Vương Bá Huy, 31 tuổi, đều ngụ tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. Đôi vợ chồng bà Linh và ông Huy bị cáo buộc đã dùng điện thoại di động viết trên Facebook cá nhân tin có người nhiễm Ebola nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin này khiến nhiều người phẫn nộ vì cho rằng tin này đáng sợ cũng như tin trước đó Bộ Y tế đã che giấu vụ bùng phát dịch sởi. Vì vậy, theo Công an Hà Nội, cần phải phạt nặng đôi vợ chồng tung tin dịch Ebola sai lạc để răn đe các trường hợp tương tự có thể xảy ra. Mặt khác, tuyên bố tại một hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo chống dịch Ebola sáng ngày 22 tháng 8, ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định rằng khả năng Ebola xâm nhập Việt Nam là rất cao. Ông này cho rằng có thể Việt Nam sẽ phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế để buộc cách ly những hành khách đến từ vùng dịch đang lên cơn sốt trong trường hợp cần thiết. Báo Một Thế Giới dẫn phúc trình của Cục Y tế Dự phòng Cộng sản Việt Nam công bố trong dịp này cho biết, tính đến ngày 22 tháng 8, có 84 hành khách từ vùng dịch nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không. Trong số này, có 79 người nhập cảnh Tân Sơn Nhất và chỉ có 4 người nhập cảnh sân bay Nội Bài. Các hành khách trên đến Việt Nam từ hai quốc gia có dịch Ebola là Liberia và Nigeria.